nhau chỉ giờ đây đường ai nấy về. Trời ơi, anh Phúc là tình trường có kinh khủng luôn, đây là yêu rồi. Em rồi, lắm. Anh ơi, lúc này tôi biết là nha, lúc này cũng mấy người cũng có người yêu rồi nha, là yêu từ hồi đó rồi đó nha. Thì 20 yêu được rồi. Ừ, được rồi, chứ ai nói gì đâu. Những ký ức đau khổ, dù có chôn sâu tới đâu, cũng có lúc quay trở lại, mỗi lúc ta yếu lòng. Dạ, nhưng mà chị Thủy đi diễn tới đêm 24 mới về, sáng hôm sau còn phải bay đi Đà Nẵng, dự sự kiện, rồi tối lại phải bay về Sài Gòn, thu ca khúc nhạc phim. Nếu mà nhận lịch bên anh, em sợ ảnh hưởng tới sức khỏe của chị. Để em liên lạc với chị Thủy rồi em báo lại với anh sau nha. Dạ, em là Hà Đan, là trợ lý của chị Thủy. Có gì thì anh cứ lưu số em lại, rồi em liên lạc với anh sau nha. Chị Hà Đan, sao gì chị? Chị có chuyện gì muốn nói với em? Nói đi chị. Wow, trời ơi, chúc mừng chị nha. Hai chị em làm gì ạ? Thank you.
gì đau đớn chẳng biết trách ai. Giá như mình sống biết nghĩ cho nhau hơn, quan tâm một chút sẽ chẳng xa đâu. Có được niềm hạnh phúc ấy thì đâu cũng sẽ có thành gió. Mẹ ơi sao đi làm đâu ấy trời. Rồi ba sẽ về mà con. Ba đi tí xíu ba về. Xin lỗi, tối qua công ty em có việc nên... Những này em đeo cũng đẹp quá nè. Dạ, em là Hà Đan, là trợ lý của chị Thủy. Hai chị em làm gì ạ? Nghe nói đã. Em nghe anh nói đó được không? Anh giải thích được. Anh và Hà Đan không phải như vậy. Anh còn giải thích gì nữa? Anh đi đi. Thủy, bình tĩnh lại. Anh đi đi. Em bình tĩnh lại nghe anh nói được không? Thủy. Anh đi đi. Em đừng có như vậy. Em nghe anh giải thích đã. Đừng phản hồi. Anh xin em nghe anh giải thích đã. Bình tĩnh lại. Thủy. Anh xin em, anh xin em, anh xin em nghe anh nói đã. Anh đi với nó đi. Mẹ ơi. Hai bè mẹ. Thôi xưa hết, không kể em ơi. Sáng sớm lung linh thế thôi, chỉ dưng buông nước mắt lăn trên khóe môi. Yêu một người hơn yêu bản thân em, rồi khi đau đớn chẳng biết trách ai. Giá như mình sống biết nghĩ cho nhau hơn, quan tâm một chút sẽ chẳng xa đâu. Có được niềm hạnh phúc ấy thì đâu cũng sẽ có thành thank you.
Đối với Thủy, bất kể hoàn cảnh nào, bất kỳ độ tuổi nào, hoặc đã phải chịu những tổn thương đến như thế nào đi nữa, khi trái tim tìm lại sự bình yên và một lần nữa cảm nhận được hạnh phúc thật sự của đời mình, đấy sẽ là thanh xuân.